Năm 1765, lúc này Đại Việt đang bị chia cắt làm hai miền. Đàng ngoài, từ sông Giang trở ra, nằm dưới quyền kiểm soát của chúa Trịnh. Đàng trong, từ sông Giang trở vào, nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền chúa Nguyễn. Các chúa Nguyễn khai khẩn đất hoang, mở rộng và hoàn thiện phần lãnh thổ phía nam đất nước, rất được lòng người dân Nam Bộ. Tuy vậy, năm ấy, sau khi chúa Nguyễn Phúc Khoát qua đời, chính quyền chúa Nguyễn bắt đầu trở nên rối ren. Theo lý thì người con thứ hai của chúa Nguyễn Phúc Khoát là Nguyễn Phúc Luân lên ngôi. Nhưng Trương Thúc Loan lộng quyền, thấy Luân thông minh tài trí, liền lập kế dứt đi, lập người con thứ 16 của Nguyễn Phúc Khoát là Nguyễn Phúc Thuần lên ngôi chúa nhằm dễ bề thao túng. Nguyễn Phúc Luân chết đi, đáng lý ra đến lượt người con thứ hai của chính cung của Nguyễn Phúc Khoát là Nguyễn Phúc Dương lên kế vị. Điều này gây nên căm phẫn trong triều đình và cả lòng dân. Năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ được thầy dạy Trương Văn Hiến truyền ý chí liền đứng lên khởi nghĩa ở ấp Tây Sơn, Bình Định dưới lá cờ đỏ phò Dương diệt Loan. Người dân đang hết sức ngán ngẩm chúa Nguyễn chính sự phiền hà liền đi theo rất đông. Quân Tây Sơn vừa đi vừa la hét ầm ĩ, nên dân gian khi ấy có câu: binh triều là binh quốc phó, binh ó là binh hoàng tôn. Năm 1773, sau khi đã củng cố căn cứ, lực lượng cũng như vũ khí, Nguyễn Nhạc quyết định khởi binh đánh thành Quy Nhơn. Theo nhiều nguồn sử liệu, Nguyễn Nhạc dùng mưu tự chui vào củi để người dân vác tới cho tuần phủ Quy Nhơn. Tuần phủ Quy Nhơn là Nguyễn Khắc Tuyên tưởng thật, tuy nhiên Nguyễn Nhạc phá củi xông ra, thành Quy Nhơn bị phá. Tháng 11 năm 1773, chúa Nguyễn cho người đi theo hai đường thủy bộ từ Quảng Nam vào đánh Quy Nhơn nhưng bị quân Tây Sơn đánh cho tan tác cả hai cánh quân. Quy Nhơn là vùng đất chiến lược tối quan trọng của vùng Nam Trung Bộ. Chiếm được Quy Nhơn là có thể chiếm được cả khu vực này, đồng thời mở cánh cổng đánh xuống phía Nam. Sau khi chiếm được Quy Nhơn, anh em Tây Sơn bắt đầu đánh xuống Phú Yên. Cuối năm 1773, toàn bộ khu vực từ Quảng Ngãi, Phú Yên, Diên Khánh, Bình Khang và Bình Thuận nằm dưới quyền kiểm soát của quân Tây Sơn. Đầu năm 1774, chúa Nguyễn sai Tôn Thất Thăng vào Quảng Nam dẹp quân Tây Sơn, nhưng Tôn Thất Thăng vừa thấy quân Tây Sơn đã cụp đuôi lẩn mất. Nguyễn Nhạc được đà tiến vào Quảng Nam nhưng bị quân Nguyễn do Nguyễn Cửu Giật đánh lui phải rút về. Giữa năm 1774, chúa Nguyễn cử Tống Phước Hiệp đem quân từ Gia Định theo hai đường thủy bộ tấn công Tây Sơn. Tống Phước Hiệp chiến thắng, giành lại được Bình Thuận, Bình Khang và Diên Khánh. Đầu năm 1774, chúa Trịnh Sâm phái Hoàng Ngũ Phúc đem quân Nam tiến diệt quân Nguyễn, cũng lấy cái lý do là diệt Loan và lập Dương. Quân Trịnh tiến như vũ bão, chẳng mấy chốc đã đến Quảng Nam. Nguyễn Phúc Thuần sợ hãi. Tháng 11 năm 1774, đem Trương Thúc Loan giao nộp, nhưng quân Trịnh vẫn cứ thế tiến vào chiếm lấy Phú Xuân. Nguyễn Phúc Thuần cùng Nguyễn Phúc Ánh bỏ trốn theo đường biển vào Gia Định, phong Nguyễn Phúc Dương làm thế tử rồi để Dương ở lại Quảng Nam. Tháng 2 năm 1775, Hoàng Ngũ Phúc tiếp tục tiến vào Quảng Nam. Nguyễn Nhạc sai Lý Tài đón Nguyễn Phúc Dương về Hội An. Quân Trịnh và quân Tây Sơn đụng độ nhau. Nguyễn Nhạc cử hai tướng ở Trung Quốc là Lý Tài và Tập Đình đến đánh quân Trịnh nhưng thua to. Tập Đình bỏ chạy về Trung Quốc qua đường biển, Lý Tài rút về Quy Nhơn. Nhân quân Trịnh đánh bại quân Tây Sơn ở Quảng Nam, Tống Phước Hiệp lại đem quân từ Bình Khang ra chiếm lại được Phú Yên. Tây Sơn chỉ còn Quảng Ngãi và thủ phủ Quy Nhơn. Bấy giờ, Tây Sơn ở thế bánh mì kẹp thịt, Nam Bắc đều đánh. Nguyễn Nhạc nhận thấy quân Trịnh mạnh hơn, không thể đánh bại, liền ra hàng quân Trịnh, xin làm tiên phong đi đánh quân Nguyễn. Hoàng Ngũ Phúc muốn mượn quân Tây Sơn diệt chúa Nguyễn, liền chấp thuận, phong tướng cho anh em Nguyễn Nhạc, bắt Nguyễn Nhạc trả lại Nguyễn Phúc Dương. Tạm yên với quân Trịnh, nhưng Nguyễn Nhạc chỉ còn đường đánh Phú Yên để tự mở rộng, nếu không sẽ lại đâu vào đấy, lại bị quân Trịnh đánh úp. Tháng 7 năm 1775, Nguyễn Nhạc sai Nguyễn Huệ đi vào Nam đánh. Một mặt, Nguyễn Nhạc cho người giả vờ đem Nguyễn Phúc Dương đến Phú Yên bàn với Tống Phước Hiệp đem Dương lên lập chúa. Một mặt, cho Nguyễn Huệ đến đánh úp Phú Yên. Tống Phước Hiệp còn đang bàn bạc thì bị quân Nguyễn Huệ đánh. Tống Phước Hiệp bỏ chạy, Bùi Công Kế đang giữ Bình Khang, Tống Văn Khôi đang giữ Diên Khánh đến cứu nhưng đều bị Nguyễn Huệ bắt giết. Nguyễn Huệ để Phú Yên lại, giao cho Nguyễn Văn Hưng và Lê Văn Lộc coi giữ rồi về Quy Nhơn. Nghe quân Tây Sơn Nam tiến, Hoàng Ngũ Phúc cho quân tiến vào Quảng Ngãi, nhưng nghe Tây Sơn đã chiếm lại Phú Yên thì lại rút về Quảng Nam. Ít lâu sau, Hoàng Ngũ Phúc tuổi già sức yếu liền rút luôn khỏi Quảng Nam về Phú Xuân rồi rút hẳn về phía Bắc, qua đời trên đường về Bắc. Quân Trịnh vừa rút, tháng 11 năm 1775, Tôn Thất Quyền và Tôn Thất Xuân, hai cựu thần của chúa Nguyễn liền nổi dậy chiếm lại Quảng Nam. Nguyễn Nhạc cử Đặng Xuân Phong ra đánh dẹp. Quân Tây Sơn nhanh chóng chiến thắng rồi chiếm lại Quảng Nam. Nguyễn Nhạc liền thay Nguyễn Văn Xuân đang giữ Quảng Ngãi bằng Đặng Xuân Phong và cử Nguyễn Văn Tuyết trấn thủ Quảng Nam. Đến đây Bắc Nam tạm yên, Tây Sơn tập trung Nam tiến diệt quân Nguyễn. Lúc bấy giờ, Lý Tài vì ghen tức với Nguyễn Huệ liền đầu hàng chúa Nguyễn, Tây Sơn lại mất khu vực Phú Yên và Bình Thuận. Chúa Nguyễn ở Gia Định lại được Mạc Thiên Tứ ở Hà Tiên giúp đỡ.
các tướng Tống Phước Hiệp, Đỗ Thanh Nhân đều quy tụ về Gia Định phò trợ, nên thế lực bắt đầu mạnh trở lại. Tháng 2 năm 1776, Nguyễn Nhạc sai Nguyễn Lữ theo đường biển vào đánh Gia Định. Quân chúa Nguyễn không kịp phòng bị nên đại bại, nhưng các tướng tài của chúa Nguyễn đã về Gia Định giúp sức, nên Nguyễn Lữ liền cướp phá Gia Định rồi quay về Quy Nhơn. Tống Phước Hiệp qua đời, Lý Tài và Đỗ Thanh Nhân có mâu thuẫn liền đánh nhau. Nguyễn Phúc Dương chạy khỏi Quy Nhơn trở về Giảng Hòa. Lý Tài ép Thuần nhường ngôi cho Dương. Tháng 3 năm 1777, Nguyễn Nhạc lại cử Nguyễn Huệ đánh Gia Định lần hai. Lý Tài thua, đem hai chúa Nguyễn bỏ chạy về Hóc Môn thì gặp quân Đỗ Thanh Nhân đón đường giết chết. Quân thần của chúa Nguyễn chia làm hai đạo. Thuần đi theo Nhân ra Tranh Giang, còn Dương theo Trương Phước Thận ra Tài Phụ. Nguyễn Huệ chia quân ra làm hai đạo, đánh cho cả hai thua tan tác. Thuần và Nhân thua liền chạy về Cần Thơ cầu cứu Mạc Thiên Tứ, còn Dương chạy về Bến Tre. Nguyễn Huệ đánh bại Mạc Thiên Tứ, Thuần sai Nhân đi cầu cứu Chu Văn Tiếp và Trần Văn Thức. Trần Văn Thức đến Biên Hòa thì bị quân Tây Sơn giết, Chu Văn Tiếp bỏ chạy, Nguyễn Nhạc chiếm lại Phú Yên và Bình Thuận. Tháng 4 năm 1777, Nguyễn Huệ cho đánh Bến Tre, bắt được Dương đem ra xử tử. Tháng 10 năm 1777, Thuần thua trận, liền chạy từ Cần Thơ về Long Xuyên, đang chờ tàu vượt biển cầu cứu nhà Thanh thì bị quân Tây Sơn đuổi kịp, bắt được đem xử tử. Chỉ còn Nguyễn Phúc Ánh trốn thoát ra đảo Thổ Chu. Đến đây, quân Tây Sơn đã làm chủ toàn bộ khu vực Nam Bộ. Nguyễn Huệ quay về Quy Nhơn. Năm 1777, Nguyễn Nhạc xưng đế, tự xưng là Thái Đức Đế, đóng đô tại Đồ Bàn, Quy Nhơn. Sau khi Nguyễn Huệ quay về Quy Nhơn, Đỗ Thanh Nhân đón Nguyễn Ánh quay lại Long Xuyên, khởi binh rồi chiếm lại Gia Định và khu vực Nam Bộ từ quân Tây Sơn. Nguyễn Ánh, dưới sự cố vấn của Bá Đà Lộc, liền củng cố lực lượng đánh bại quân Tây Sơn tại Bình Thuận. Năm 1781, Nguyễn Ánh lo sợ Đỗ Thanh Nhân uy quyền quá lớn liền xử tử Nhân. Nguyễn Nhạc thấy thế liền cùng em là Nguyễn Huệ vào đánh Gia Định vào năm 1782. Ánh thua to phải chạy về Hậu Giang rồi gọi Nguyễn Hữu Thụy sang Xiêm cầu viện. Tây Sơn chiếm lại Nam Bộ, liền giao hảo với Trần Lạp để lùng bắt Nguyễn Ánh. Quân Trần Lạp bắt được quân cầu viện của Ánh, Ánh phải bỏ chạy ra đảo Phú Quốc. Tháng 6 năm 1782, Thái Đức Đế và Nguyễn Huệ rút về Quy Nhơn, Chu Văn Tiếp ở Bình Thuận đón Ánh về và lại chiếm được Gia Định. Tháng 2 năm 1783, Nguyễn Huệ được cử đi đánh Gia Định, Ánh lại thua to phải chạy về Hà Tiên, rồi từ Hà Tiên chạy ra Phú Quốc. Quân Tây Sơn muốn tận diệt liền đuổi theo đến tận Phú Quốc. Ánh phải chạy lòng vòng hết đảo này đến đảo khác, rồi nhờ có cơn bão mà tàu Tây Sơn không tìm được, Ánh mới thoát thân rồi tự mình sang Xiêm cầu cứu. Nguyễn Huệ cho Trương Văn Đa giữ Gia Định. Tháng 2 năm 1784, Nguyễn Ánh và vua Xiêm là Chất Chi gặp mặt tại Bangkok. Vua Xiêm đồng ý giúp Nguyễn Ánh, cùng với sự giúp đỡ của quân Trần Lạp đến đánh Tây Sơn. Liên quân ban đầu thắng như trẻ tre, cứ thế đánh thốc vào khu vực Nam Bộ và chiếm được nhiều đất đai. Tuy nhiên, Nguyễn Huệ từ Quy Nhơn đã vào dùng mưu dụ liên quân vào trận địa Rạch Gầm – Xoài Mút. Đêm 19 rạng sáng 20 tháng 1 năm 1785, trận Rạch Gầm – Xoài Mút diễn ra. Liên quân Xiêm – Nguyễn – Trần Lập thất bại nhục nhã. Quân Xiêm bỏ chạy, Nguyễn Ánh lại chạy ra đảo Thổ Chu rồi lại chạy sang Xiêm lưu vong. Năm 1786, Tây Sơn diệt Trịnh, nhà Tây Sơn thống nhất Nam Bắc. Năm 1787 đến năm 1789, Nhân Tây Sơn có tranh chấp nội bộ, dẫn đến việc Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế thay thế cho vua Anh Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ phải ra Bắc lo phá quân Thanh do Lê Triều Thống rước về, Nguyễn Ánh trở về nước. Ông chiếm lại Long Xuyên rồi quay lại Cần Giờ để tiến vào thành Gia Định. Nguyễn Lữ nghe Nguyễn Ánh trở lại, sợ hãi lánh về Biên Hòa để Gia Định cho Phạm Văn Tham trông coi. Sau đó Nguyễn Lữ cũng rút về Quy Nhơn. Được sự ủng hộ của nhân dân Nam Bộ vẫn còn lưu luyến chúa Nguyễn cùng việc chiêu hàng được các tướng sĩ Tây Sơn, Nguyễn Ánh nhanh chóng chiếm lại được toàn bộ khu vực Gia Định và đến tháng 9 năm 1789 thì làm chủ được vùng này, Tây Sơn lại mất Nam Hà. Sau khi chiếm lại được Gia Định, Nguyễn Ánh với sự giúp đỡ của Bá Đà Lộc đã tổ chức lại chính quyền, quân sự, kinh tế vùng này, khiến sức mạnh của quân Nguyễn ngày một mạnh lên và đã có thể cạnh tranh được với quân Tây Sơn. Năm 1790, Nguyễn Ánh sai Lê Văn Quân đi đánh chiếm Phan Rí và Bình Thuận. Lê Văn Quân được cử giữ Phan Rang, còn Võ Tánh giữ Phan Rí. Sau đó ông lại cho gọi Võ Tánh về. Quân Tây Sơn bao vây thành Phan Rang, Lê Văn Quân chạy về Phan Rí. Quân Tây Sơn lại bao vây Phan Rí. Nguyễn Ánh phải sai Nguyễn Huỳnh Đức và Võ Tánh đến giải vây. Nguyễn Ánh phải rút quân về Gia Định, cho Lê Văn Quân về Hưng Phước, Bình Phước. Năm 1792, vua Quang Trung cho cướp biển đến cướp phá Bình Khang, Bình Thuận để đe dọa Nguyễn Ánh. Nguyễn Ánh sau đó thấy Nguyễn Nhạc ở Quy Nhơn có nhiều tàu bè ở thị nại mà không phòng bị, liền sai quân đi đốt phá rồi về. Nguyễn Ánh sau lại chiếm lấy Bình Thuận nhưng rồi lại rút về Gia Định. Quang Trung và Nguyễn Nhạc ban nhau hợp lực nam tiến, tiêu diệt triệt để quân của Nguyễn Ánh. Nguyễn Ánh nhắm không thắng nổi, đang lo lắng thì vua Quang Trung đột ngột qua đời, con trai là Quang Toàn lên ngôi, tức Cảnh Thịnh. Cảnh Thịnh hãy còn nhỏ, chưa hiểu việc triều chính.
Trong triều Tây Sơn xảy ra lục đục nội bộ liên miên, Nguyễn Nhạc lại có ý nghi ngờ Cảnh Thịnh. Đây là cơ hội ngàn vàng cho Nguyễn Ánh lật đổ Tây Sơn. Năm 1793, Nguyễn Ánh cùng hàng loạt danh tướng đem quân đi đánh chiếm lần lượt Phan Rang, Nha Trang, Diên Khánh, Phú Yên rồi vây thành Quy Nhơn của Nguyễn Nhạc. Nguyễn Nhạc cầu cứu Phú Xuân. Cảnh Thịnh cho quân vào cứu, quân Nguyễn Ánh rút về. Trên đường về, Nguyễn Ánh cho Nguyễn Văn Thành giữ Diên Khánh, Nguyễn Huỳnh Đức giữ Bình Khang. Tháng 11 âm lịch năm 1793, Nguyễn Ánh cho Thái tử Cảnh ra giữ Diên Thánh. Cùng năm đó, Nguyễn Nhạc qua đời. Nguyễn Ánh phối hợp với vua Xiêm và vua Vạn Tượng cho quân đến quấy rối phía tây Nghệ An của Tây Sơn. Việc này làm cho Tây Sơn suy yếu đi đáng kể. Năm 1794, Cảnh Thịnh cử Phạm Văn Hưng và Trần Quang Diệu vào Quy Nhơn đánh Nguyễn Ánh. Quân Tây Sơn tiến rất nhanh, vây lấy Diên Khánh. Nguyễn Văn Hưng đem quân bộ đánh Phú Yên, Trần Quang Diệu mang quân thủy đánh Nhà Tràng, nhưng do thành trì quá vững chãi, cộng thêm Nguyễn Ánh gửi quân để đánh giúp, khiến quân Tây Sơn phải rút về. Nguyễn Ánh thân chinh dẫn quân đánh đến Thị Nại và dồn ép quân Tây Sơn. Tháng 8 âm lịch năm 1794, Nguyễn Ánh cho Nguyễn Phúc Cảnh về lại Gia Định. Đến tháng 9, chính ông cũng quay lại Gia Định để võ tánh giữ Diên Khánh. Tháng 11 âm lịch năm 1794, Trần Quang Diệu lại vây Diên Khánh, Lê Trung thì chặn đường tiếp tế của quân Nguyễn ở Bình Thuận. Quân Tây Sơn sau đó tiến ra như vũ bão, chiếm lại được Phú Yên, Phan Rí, Bình Thuận. Năm 1795, Nguyễn Ánh ra sức phản công, để Cảnh giữ Gia Định, rồi mình thì thân chinh ra cứu Diên Khánh. Thậm chí ông có đến tận Phú Yên nhằm tạo thế kìm kẹp với quân Tây Sơn, nhưng cũng không thắng nổi. Hai bên chỉ dừng lại ở thế giằng co. Tình hình này đang kéo dài thì bất ngờ triều Tây Sơn có mâu thuẫn, Lê Trung rút về để giải quyết. Trần Quang Diệu cũng rút lại về Quy Nhơn. Triều Tây Sơn bắt đầu chia bè, chia phái, các thế lực liên tục tranh giành nhau, khiến Tây Sơn ngày một suy yếu. Lúc này Diên Khánh đã được giải vây, Nguyễn Ánh cho Tôn Thất Hội giữ Diên Khánh, rồi mình thì rút về Gia Định. Tháng 3 âm lịch năm 1797, Nguyễn Ánh kéo quân ra đánh Quy Nhơn, Nguyễn Văn Chương giành lại Phú Yên, còn Nguyễn Ánh thân chinh kéo ra cửa Thị Nại đánh nhau với Lê Trung. Nguyễn Ánh cướp được nhiều khí giới, nhưng khi kéo đến thành Quy Nhơn, thấy không phá nổi, liền vòng lên Quảng Nam đánh Đà Nẵng. Nguyễn Ánh định chiếm lấy Quảng Nam, nhưng quân Tây Sơn đã phòng bị, thuyền chở lương không lên kịp nên quân Nguyễn lại rút về. Nguyễn Ánh dùng các biện pháp ngoại giao để tìm cách cô lập Tây Sơn. Ông sai người sang bàn với vua Xiêm xin mượn đường qua Vạn Tượng đánh Nghệ An và Thuận Hóa. Vua Xiêm đồng ý, cử quân Chân Lạt và Vạn Tượng giúp sức gây rối Nghệ An. Ông cũng muốn hàng nhà Thanh nhưng không thành. Tháng 3 âm lịch năm 1799, Nguyễn Ánh đem quân đi đánh Quy Nhơn. Quân Tây Sơn đang lục đục, Nguyễn Ánh tiến quân nhanh chóng rồi bao vây Quy Nhơn. Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng vào cứu nhưng bị chặn lại ở Quảng Ngãi, sau đó thua to. Không được ứng cứu, các tướng Tây Sơn giữ Quy Nhơn ra hàng, thành Quy Nhơn bị hạ. Quy Nhơn là đất tổ của nhà Tây Sơn nên quân Tây Sơn quyết tâm giành lại. Trần Quang Diệu theo đường bộ đến về Quy Nhơn, Vũ Văn Dũng đến cửa biển Thị Nại trấn giữ, Nguyễn Ánh tiến quân ra mà không làm gì được. Tháng 1 năm 1801, Nguyễn Ánh đem thủy quân ra đánh tan Vũ Văn Dũng trong trận Thị Nại. Đến Quy Nhơn, thấy quân Tây Sơn vây thành quá mạnh, Nguyễn Ánh khuyên Võ Tánh đang giữ Quy Nhơn mở đường máu chạy trốn, nhưng Võ Tánh kiên quyết cố thủ để Nguyễn Ánh tiến đánh Phú Xuân. Thấy Tây Sơn dồn hết quân ở Quy Nhơn, Nguyễn Ánh kéo quân ra đánh chiếm Quảng Nam rồi tiến về Phú Xuân. Từ mùng 1 đến mùng 3 âm lịch năm 1801, Nguyễn Ánh theo đường biển đánh vào Phú Xuân, Cảnh Thịnh bỏ chạy ra Bắc Hà. Nguyễn Ánh chiếm được Phú Xuân, Nguyễn Ánh sai Lê Văn Duyệt từ Phú Xuân vào cứu Quy Nhơn. Nghe tin Cảnh Thịnh bỏ Phú Xuân mà chạy, Trần Quang Diệu đang vây Quy Nhơn gửi quân về cứu nhưng bị Lê Văn Duyệt chặn lại ở Quảng Nam. Võ Tánh đang giữ Quy Nhơn biết khó lòng giữ lâu hơn nữa liền tự sát, quân Tây Sơn tái chiếm Quy Nhơn. Cảnh Thịnh sau khi chạy ra Bắc liền tập trung quân đến tái chiếm Phú Xuân và cứu Trần Quang Diệu. Đầu năm 1802, quân Tây Sơn theo hai đường thủy bộ từ Bắc vào đánh Phú Xuân. Quân thủy do Nguyễn Quang Thủy mới tiến đến cửa biển Nhật Lệ thì bị Nguyễn Văn Trường đánh bại. Quân bộ do Bùi Thị Xuân đánh quân Nguyễn ở Trấn Ninh, nghe tin quân thủy thua to liền rối loạn, Trấn Ninh và Nghệ An thất thủ. Cảnh Thịnh chạy về Quảng Bình bị quân Nguyễn chặn đánh liền bỏ chạy ra Thăng Long. Nguyễn Ánh cho Lê Văn Duyệt bao vây Quy Nhơn, Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng nghe tin Nghệ An thất thủ liền bỏ Quy Nhơn chạy ra giúp Cảnh Thịnh, nhưng gặp quân Nguyễn liền chạy vòng qua Vạn Tượng đến Nghệ An. Đến nơi thì Nghệ An đã mất, Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân bị bắt, Vũ Văn Dũng không biết đi đâu. Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế tại Phú Xuân, lấy niên hiệu là Gia Long, cử Lê Văn Duyệt từ Quy Nhơn kéo quân ra Thăng Long, tiêu diệt nốt tàn dư Cảnh Thịnh. Tây Sơn đã vỡ, không thể nào chống đỡ nổi. Tháng 6 âm lịch năm 1802, Cảnh Thịnh bị bắt, Gia Long chiếm được Thăng Long, nhà Tây Sơn bị tiêu diệt, Gia Long thống nhất hoàn toàn đất nước.